cưng quá à. Quá dễ thương luôn. Cô chú đang chơi trò quảnh tù tì hả? Chắc là hồi cô chú ra đây hát bài quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Cô hát hay, mai mốt cô thử hát nhạc Trịnh Thăng Bình. À được rồi, cô sẽ về. Thấy cháu ngoại mở hoài à. Dạ. Ở trên lầu á, cô dạ cũng nói là bữa nào bà ngoại hát cái nó nói trời ơi, cái này nhạc trẻ bà ngoại không hát được đâu. Hát luôn. Hát rồi. Trời ơi, cái tên của chú quen lắm luôn, cái tên rất nổi tiếng luôn đó. Nói chú Quyền Văn Minh thì rất là nhiều người biết. Chỉ của mình ở đây mình đang mình biết nhiều quá nên bây giờ nó bị rối loạn thôi. Đây miệng cười con nở đón ngày tưởng nay. Bây giờ tụi con cũng biết nói gì hơn á, đứt từng khúc ruột đó cô ạ. Cho con ôm cái để chia sẻ những giây phút này. Con biết rằng bất cứ một người con nào mà khi mẹ ru như thế cũng đều khóc cả. Có thấy Sam khóc rồi, nhiều người khóc lắm ạ. Đón xem Mãi Mãi Thanh Xuân tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.